ta vui bên nhau xung vầy, xa bao nhiêu năm như chung một nhà. Nay quê hương anh em đôi ta tuy khác, đưa tay nắm tay nhau thì tổ tiên kính yêu. Kia dòng Hoàng Hà là nơi gốc chúng ta, cháu còn yêu chung xứng danh màn dòng trong hôm nay và mai sau con cháu lâm tập ngày càng tỏa sáng chứng danh người xưa. Đi sau trong tim chung kiên bao đời, nói hương hôm xưa xứ xanh lưu truyền. Nay quê hương anh em đôi ta tuy khác, cùng về trong ngày nay thì tổ tiên góp công góp công sức xây nề dòng họ lo. Đi khơi ngàn trùng núi cao vòng ngàn trùng, ta đang trong sông thô hay đi trên phố đông, nơi nơi đều có châu còn cùng sát vai và đứng bên nhau thành rừng lớn mạnh càng tươi đẹp. Vui trong hôm nay và mai sau con cháu lắm tập ngày càng tỏa sáng rực rỡ sáng danh người xưa. Hôm nay là ngày tháng bảy tư duyên năm Giáp Ngọ, ngày này 26 tháng 2 năm 2014, con tên là Lâm Trung Hổ, trưởng ban đại diện Lâm tộc Quảng Hải khu vực miền Nam. Thiết lễ hương án tại tư gia Lâm Trung Việt, số nhà 305/13/50, đường Lê Văn Quới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức lễ vọng tế xuân Lâm tộc Quảng Hải khu vực phía Nam, tưởng nhớ địa ngũ thế tổ với quý tiền hiền Lâm Quang Trang và các bậc tiền bối hữu công trong dòng họ. Chúng con thành tâm bài viện thương qua lễ Phật kim ngân trà quả dốc nhãn hương thơm dâng lên trước án, thành tâm kính mời ngài kim liên được kim liên lương cai thể thế tri đức công thần, ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đã rương, ngài đông trù tư mệnh cao phù thần quân, ngài bản gia thổ địa lâm mạch công thần, các ngài ngũ vương ngũ thổ phúc thần chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Tôi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù xê tín chủ chúng con, toàn thể bà con nội ngoại dân lễ Lâm tộc Quảng Hải an lạc công việc thanh thông. Xin mời bà con chúng ta đứng trước hương án tổ tiên để dự lễ. Khai đăng lễ vọng tế xuân họ Lâm tỉnh Quảng Hải khu vực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh, 27 tháng giêng năm Giáp Ngọ 2014, bắt đầu khởi trình phố Thank you.
của quả minh. Thank you.
phương thái hương bên thăm thành hiến hạ lễ quê gia quê trước tới nay.
chư vị không hề bắt, các vị mở dòng họ từ trước nên cả trăm năm sau con cháu vẫn còn tưởng nhớ thương danh tiếng đến bây giờ. Phước lành kéo mãi dài lâu, ơn ấy như non cao biển rộng sáng tỏ huy hoàng ngàn năm vẫn còn như xuân hiển hiện. Bóng cao ân đức phủ tới đời sau, nhớ tưởng ân đức ấy chúng con cung kính giữ nguồn nước dài lâu. Nơi xa xôi vắng lặng, xin chư vị cùng để hưởng cúng tới đây, khiến lòng cho khiến dòng họ hòa vui chung được mừng đoàn viên. Phước rủ xuống con cháu xa mà gốc cành không mất, vẫn không thay đổi trên đời. Mừng vui ấy trải mãi vạn năm, cuối mâm tổ tiên về là ơn huệ lớn của mọi người trong gia tộc. Vạn thế ông tiền hiền lâm quang Yeah.
bạc đất đông tây nam bắc muôn thuở đoàn viên xung họp suốt năm trời xuân hạ thu đông ngỡ mong hồ thiên ông chứng giám phủ Bye.
hơn ai. Nội ngoại và quý vị khách mời đã cùng chúng tôi thực hiện việc lễ cúng được hoàn tất. Chương trình lễ chúng tôi vì không gian không cho phép và thời gian có hạn cho nên chương trình rất là vắng tắt, rất mong bà con thông cảm. Sau đây xin mời bà con tuần tự vào dân hương tổ tiên. Trước tiên chúng tôi xin mời hai vị đại diện cho ban trị sự tổng hội họ Lâm thành phố Hồ Chí Minh đền thờ Ba Ba Gò Công vào dân hương tổ tiên. Kế lên xin mời phó trưởng của họ Lâm ở Quảng Ngãi là mời anh Lâm Đình Thọ. Xin mời anh Lâm Đình Thọ cùng các con cháu rể dâu cùng vào dân hương. Kế tiếp là xin mời phó trưởng Đại Lộc còn anh Lâm Văn Tài và gia đình anh Lâm Văn Tài. Có khách lên đây là ông Lâm Tấn Hùng.
mời cô Hội Lâm. Bye.
không biết có cái món quà gì hơn đây cho món quà về tâm linh đối với phòng tổ của chúng ta, do chúng ta đã cố gắng làm cho là không minh làm hòa và có những thân để hiểu vào chuẩn bị có nhiều người không biết chứ nếu mà dùng chữ đó không biết hôm nay ta vui bên nhau xuân vầy xa lắm nơi chân thân hòa nay quê hương anh em ta tự hào đôi tay nắm tay nhau vì tổ tiên kính yêu dòng hoàng hà là nơi gốc chúng ta cho con yêu chúng sinh danh hàng dòng trong hôm nay và mai sau con cháu lâm tập ngày càng tỏa sáng chân danh người xưa đi sau trong tim chung kiên bao đời nói hương hôm xưa xứ xanh lưu truyền nay quê hương anh em đôi ta